cái nút nhấn. Chỗ này cái band này các bạn sửa lại cho thầy là dùng flow layout đi ha. Flow layout nha. Cái B á, cái band nào á. Ủa máy đâu rồi? Rồi. Sau đó các bạn ép vô đi. Các bạn ép permanent label vào. Username. Test view. Password. TT password. Login. Cancel. Đó. Set layout là hình zero frame thì nó set layout là border à. Rồi sau đó thì add component B à. Và border layout center. Rồi set size. Set visible. Default close. This is. Rồi. Đầu tiên cái band là mình add mấy cái gì? Mấy cái control để login đúng không? Nguyên cái band đó mình đưa vô cái gframe. Mà thằng gframe nó lại sử dụng cái gì? Border layout. Thì mình add nó ngay cái vị trí trung tâm. Rồi. Tôi add thêm một cái nữa. New C label. Cái này là tôi để cái nhãn là login thôi. Border layout tôi cho nó nằm ở trên. Ở trên là gì? Ở trên là non đúng không? Nóc đúng không? Bắt đúng không? Rồi. Ok. Này chúng ta định cái kích thước cho cái test field nữa. Thiết lập kích thước cho nó. Cái band thiết lập kích thước cho band. Rồi. Đây là cái giao diện chúng ta mong muốn. Nếu rồi chúng ta qua cái giao diện khác. Cái border layout này cái thuận lợi của nó là gì?
nó chỉ ra những cái được rất là nhiều vị trí mà command line này nó hiện, đúng không? Mặc định là nó hiện ở trung tâm, nhưng mà cái bất lợi của nó là gì? Nó chỉ có từ 4 đến 5 vị trí à? Hết rồi, không hiện nữa không được, hiện đông tây nam bắc center trung tâm hết rồi ha. Rồi chúng ta qua một cái layout nữa, đó là brick layout. Các bạn thấy brick layout này là dạng lưới, tức là dạng dòng và cột, tức là những component. Một cái component khi được thiết lập vào trong cái layout này thì phải nói rõ là cái component này là ở dòng máy cột máy, tại nó dạng lưới mà, dòng cột mà. Các bạn thấy cái dạng lưới này gồm có mấy dòng máy cột nè, ba dòng và ba cột. Cho nên cái component, ví dụ cái nút nhấn nè, cái này số 5 này là thực ra là component nút nhấn đó, không? Cái component này nằm ở vị trí 22 đúng không? Dòng 2 cột 2 đúng không? À, rồi. Để tạo chúng ta dùng connector mặc định, hoặc là chúng ta dùng connector thứ hai có 4 tham số. Thứ nhất là số dòng, số cột là bao nhiêu, và cái khoảng cách dòng và khoảng cách cột là bao nhiêu. Thì chúng ta dùng hai cái tham số phía sau. Là chúng ta cũng dùng cái phương thức set layout để thiết lập layout này. Rồi. À, trong cái đoạn code này nhìn chú ý lên dùm cái nè. Trong cái đoạn code này nó tạo ra một cái Z-band, và trong cái Z-band này nó thiết lập một cái lưới gồm có mấy dòng mấy cột, hai dòng hai cột, và nó có mấy nút nhấn, bốn nút nhấn. Hai dòng hai cột thì chỉ có bốn thôi đúng không, chỉ có bốn command thôi, thì nó làm bốn cái nút nhấn. Rồi bốn nút nhấn này nó ép vô thì sẽ tạo ra một cái layout grid gồm có bốn cái nút nhấn được ship đều nhau. Này đơn giản sử dụng ha, và cái lợi ích của nó là đơn giản sử dụng nè, được sử dụng để nhóm những command lại theo mẫu à. Mỗi command phải có cùng kích thước ha, rồi vân vân. Nhưng mà cái không thuận lợi, không thể nào tạo những layout phức tạp được, thì nó chỉ có dòng và cột thôi, ngoài ra không còn gì hết ha. Thì đó là cái bất lợi. Rồi đây tôi sẽ demo cho các bạn về cái brick layout. Rồi các bạn tạo một cái project mới ha, đặt tên là My Brick Layout. Các bạn làm nhanh nhanh cái phần này các bạn, chút xíu các bạn code nó chậm quá ha. Brick layout gì chúng ta làm nhanh được thì chúng ta làm nhanh. Rồi chúng ta cũng tạo ra một cái class, một cái Java class, cũng đặt tên ha. Cho nên sau chúng ta có rồi bây giờ các bạn muốn là tạo ra bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột ha. Brick nè, brick layout nè, rồi các bạn muốn tạo ra mấy dòng mấy cột nè, ba dòng ba cột ha, ba dòng ba cột. Rồi sao nữa, khoảng cách dòng khoảng cách cột là 10 ha. Rồi set layout. Rồi như vậy kể từ bây giờ khi các bạn add component vừa vào á, thì nó sẽ có theo, nó theo thứ tự dòng hết rồi tới cột, dòng hết rồi tới cột, cột hết một dòng xong rồi tới dòng khác, dòng một phụ hết các cột, sau đó dòng hai phụ hết các cột. Như vậy bây giờ tôi add 9 cái nút nhấn lên như này đúng không, ba dòng ba cột là 9, gồm có 9 component đúng không. Mà nếu mà 9 thì tôi dùng vòng lặp được không, tôi dùng vòng lặp chứ nữa hả, lặp mấy lần, rồi z button vtn bằng new z button đúng không. String tôi để cho mày là tôi để là gì, string tôi để là y. Mà y là về là chuỗi ha, cho nên tôi chuyển thành chuỗi cái. Y là số chuyển thành chuỗi cái. Rồi. Rồi sau đó thì get content. Đó bị trùng tên, y mà, y tăng mà. Y tăng đúng không? Rồi set size.
Có chưa? Có amen. Nhanh nhỉ. Rồi, có phải là những nút này nó có kích thước giống nhau không? Cùng size. Chúng ta qua một cái component khác, đó là component là card layout manager. Thì cái này nè, cái layout này á, các component nó đặc biệt lắm. Tức là các component nó được ship chồng lên nhau ha. Và nó ship chồng lên nhau và để hiển thị một cái component. Những component nó ship chồng lên nhau nhé. Để hiển thị những cái component phía sau thì chúng ta phải sao? Chuyển cái component khác, chuyển cái thứ tự của nó ha. Chúng ta chuyển, chúng ta có những cái phương thức để chuyển ha. Cái này là những cái character để tạo ra card layout ha. Chúng ta có phương thức như là first, next, review, last. First tức là chúng ta làm cái gì? Chúng ta cho cái component thứ nhất nó hiện lên nè. Next là sao? Chúng ta cho cái component mà nó bị chồng tiếp theo á, nó hiện lên. Next là hiện lên. Hiện lên thì tưởng tượng như lá bài ha. Cái này khó nói với lá bài nè. Lá đầu tiên không? Hiện lên. Muốn lá thứ hai hiện lên thì dùng cái phương thức next để cho lá thứ hai nó hiện lên. Hiểu không? Đó. Đúng rồi. Đó. Lúc đó thì chúng ta dùng review để quay lại, để quay khá lại. Còn không thì dùng cái last để quay cái last cuối cùng ha. À, nó đơn giản như vậy. Tôi sẽ demo cho các bạn cái này. Rồi các bạn cũng tạo ra, các bạn tạo ra cái project mới ha, và tạo ra cái một cái lab, lab mới tên là Man và kế thừa từ GFM. Nó cũng tương tự như nãy giờ ha. Có điều cái đoạn code là các bạn coi là nha. Tôi có một cái layout thuộc dạng gì? Flow layout. Xét cái layout như vậy, thằng này thằng nào xét đây? GFM hay là Man? GFM ha, như vậy rồi bây giờ nha. Nè. Bây giờ mình có cái GFM nè, đó. Lưu ý là nó đang dùng flow layout nha không? Rồi, sao nữa, tiếp tục gì nữa? Nó có cái card layout, đúng không? Nó có cái ribbon gọi tên là gì? Chung. Rồi, xuất hiện một cái ribbon ở đây. Và nó đang sử dụng cái layout gì? Card layout, ok, rồi. Đó. Rồi, panel 1. Rồi, xong rồi, nó có cái thêm là panel gì? 1, đúng không? Nó có thêm một cái panel 1. Ở đây gọi là panel, ở đây gọi là chung phải không? Chung, còn này là gì? Panel 1 rồi. Panel 1 nó set cái background màu gì? Màu đỏ như vậy. Cái panel 1 nó có hình màu đỏ ha. Có kích thước ha. Rồi nó có panel mấy? Panel 2. Tôi vẽ đây nha. Panel 2. Panel 2 nó có cái màu gì? Xanh nha, màu xanh. Rồi. Màu xanh. Rồi. Nó có hai cái gì? Hai cái label ha. Label này là label 1. Đây tôi có ghi chú cho các bạn nhìn rõ. Label 1 ở trên panel mấy? 1. Ở đây label 1. Còn label 2 ở trên panel? Panel 2. Label 2. Đó. Tiếp tục. Rồi, như vậy panel 1 add cái label 1, panel 2 add cái label 2. Ok không? Rồi, sau đó cái chung là cái nào? Cái này phải không? Nó add cái gì? Add panel 1 và nó add cái gì? Add panel 2. Rồi. Như vậy cái chung á nó add cái panel này và nó add cái panel này. Được không? Rồi. Nhưng mà cái chung nó đang dùng cái gì? Card layout. Đầu tiên nó add cái thằng này lên, rồi xong rồi nó add cái thằng này lên thì có chồng lên thằng nào? Hai chồng lên một. Như vậy khi mình mở cái chung lên mình thấy nó, ủa sao nó có cái panel à? Tại vì cái panel kia nằm phía dưới á, mình đâu thấy được. Tại vì chung nó đang sử dụng gì? Card layout. Được chưa? Rồi. Tiếp tục nha. Tôi có cái nút nhấn. Nút nhấn này tôi đặt cái tên là gì? Chain. Nút nhấn này tôi gọi tạo cái sự kiện gì? Click. Khi người dùng click vô chuột á thì tôi sẽ gọi cái sự kiện action perform, đúng không?
Mà trong cái sự kiện action perform, cái hàm này nó thực nó gọi cái phương thức gì? Make. Mà cái layout này là cái gì? Layout này là cái gì? Là cái khạc layout, tức là cái này tôi đặt tên là layout. Nó dùng cái phương thức gì? Make có nghĩa là sao? Nó muốn lấy cái gì? À, lấy cái component phía dưới lên. Thấy không? Như vậy, khi tôi nhấn cái nút nhấn là change thì tự động nó nét qua cái component khác. Nhấn nữa là nó nét component khác. Giống như cái lá bài vậy, lấy cái này xong cái này hiện lên. Lấy cái này, cái lá này hiện lên, đó, hiện lên. Thấy không? Rồi. Rồi sau đó là get content band là cái gì? Gframe á, nó add cái gì lên? Add cái chung lên, tức là nó đem nguyên cái cục này nó add lên đây. Đó. Rồi sau đó nó add cái gì? À, add cái nút nhấn lên, nút nhấn nằm ở đây. À, nó có cái chữ change. Như vậy khi nhấn như chúng change thì tự động cái layout nó nét thì nó hiện cái này. Thấy không? Bấm cái nữa nó hiện cái này, bấm cái nữa nó hiện cái này. Vậy nó có hai cái component là. Thấy không? Rồi. Chạy lên ha. Rồi. Label trên banner 1, thấy không? Cái chữ nó nhỏ ha. Tôi nhấn vô một cái. Label 2 trên banner 2, thấy không? Tức là ở đây các bạn có thể nhiều, để nhiều component lên. Thấy không? Ở đây tôi chỉ ví dụ thôi, các bạn thấy trên nét liên tục. Được chưa? Đó. Thank you.